Cách nấu nuôi thịt bằm tại nhà vừa nhanh đơn giản mà ăn cực kỳ ngon. Món này các bạn có thể dùng vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối cũng đều thích hợp. Và nếu các bạn cũng đang phân vân chưa biết ăn gì thì hãy cùng vào bếp và làm món nuôi thịt bằm cùng với bếp vợ đậu ngày hôm cũng nay nha. Cũng như các món nước khác, việc đầu tiên mình sẽ chuẩn bị phần nước dùng trước. Hôm nay mình sẽ sử dụng phần xương chân giò để hầm cho nhanh. Các bạn có thể thay thế các loại xương khác tùy theo sở thích của gia đình mình. Phần xương chân giò này trước khi hầm thì mình sẽ luộc qua nước sôi tầm khoảng 5 phút, sau đó đem đi rửa sạch và mình sẽ hầm cùng với lại một củ hành tây, thêm một vài gốc ngò rí. Ngoài ra mình chuẩn bị thêm một củ cà rốt và một củ cải trắng mình cắt mỏng, mình cho vào hầm cùng luôn. Xương chân giò thì nhà các bạn thích ăn giòn hay là hầm mềm luôn. Nhà mình thì thích ăn hơi giòn một chút nên ở đây mình chỉ cần hầm tầm khoảng 30 phút là được. Trong suốt thời gian hầm thì mình sẽ đậy nắp và hạ lửa thật nhỏ để phần xương nhanh mềm và phần nước dùng được trong không bị đục. Lúc này mình sẽ quay sang làm một ít hành phi. Đối với các món nước như nuôi, bún, hủ tiếu thì không thể nào thiếu hành phi được đâu nha cả nhà. Hành phi mình tự làm tại nhà thì hơi mất công một chút xíu thôi, nhưng thơm và ngon hơn ngoài chợ bán rất là nhiều. Mình chỉ cần cắt hành mỏng, sau đó cho vào chảo dầu đảo đều đến khi những miếng hành vàng đều như thế này thì mình sẽ tắt bếp vớt ra. Hành mình vừa mới làm xong còn nóng thì chưa có giòn liền đâu các bạn. Mình để bên ngoài tầm khoảng 5 phút, khi hành đã nguội rồi thì cực kỳ thơm và giòn luôn. Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng luôn cái chảo vừa mới phi hành này. À, các bạn nhớ chắc bớt cái phần dầu trong chảo ra ha. Mình chỉ giữ lại một lượng dầu vừa đủ thôi. Sau đó mình cho thịt bằm vào và mình xào. Phần thịt bằm này các bạn có thể ướp gia vị trước hoặc là trong lúc xào mình cho gia vị luôn cũng được. Phần gia vị rất là đơn giản. Ở đây mình chỉ nêm hạt nêm, nước mắm và đường. Cho gia vị vào xong thì mình sẽ tiếp tục xào đến khi phần thịt bằm khô và thấm đều gia vị là được. Ở đây mình chỉ xào tầm khoảng 7 phút là xong nha cả nhà. Rất là nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình để phần thịt bằm này qua một bên. Tiếp đến thì mình sẽ luộc nuôi. Phần nuôi này để luộc nhanh hơn thì các bạn có thể ngâm nước trước ha. Và cũng tùy thuộc vào loại nuôi các bạn sử dụng mà các bạn canh thời gian luộc cho phù hợp. Thường thì thời gian luộc nuôi sẽ dao động tầm khoảng 20 đến 25 phút. Sau khi kiểm tra thấy phần nuôi luộc đã chín rồi thì mình sẽ đổ phần nuôi này ra rổ cho ráo nước. Lúc này mình sẽ cho thêm vào nuôi một muỗng dầu hành phi. Cái phần dầu lúc nãy mình phi hành còn dư ra đó các bạn. Mình đảo đều để cho nuôi không có bị dính vào nhau. Quay trở lại với nồi nước dùng, sau khi kiểm tra thấy phần chân giò đã mềm như mong muốn rồi thì lúc này mình sẽ vớt củ hành tây và gốc ngò rí ra. Phần củ cải và cà rốt thì mình sẽ giữ lại nha các bạn. Lúc này thì mình sẽ nêm nếm gia vị luôn. Phần gia vị thì ở đây mình nêm bao gồm có muối, hạt nêm và đường. Các bạn cứ gia giảm phần gia vị cho vừa với khẩu vị của gia đình mình. Nêm nếm gia vị xong thì phần nước dùng của mình cũng đã xong rồi này các bạn. Một nồi nước dùng hầm vừa nhanh vừa đơn giản mà ăn siêu ngon siêu ngọt luôn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái tô, mình cho nuôi vào tô. Mình thêm lên đây một muỗng thịt bằm, một muỗng hành lá cắt nhỏ. Mình trang trí thêm một vài lát cà rốt, một vài lát củ cải, thêm một miếng xương chân giò, một vài gốc hành lá, sau đó chan nước dùng lên và mình thưởng thức thôi. Trước khi ăn thì mình sẽ cho thêm vào tô nuôi thịt bằm này một ít hành phi, chuẩn bị thêm một chén mắm ớt và chuẩn bị thêm một ít rau salad nữa để món nuôi thịt bằm của mình được hoàn hảo hơn. Như vậy mình cũng đã hoàn thành xong món nuôi thịt bằm ngày hôm nay, cực kỳ ngon và chất lượng. Món này các bạn ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối cũng đều thích hợp. Các bạn hãy tham khảo món nuôi thịt bằm này và đổi khẩu vị cho cả nhà mình nhé.